Mới đây, ngày 6 tháng 8, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phương Thảo, 30 tuổi, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Với mức giá 18 triệu, nam huấn luyện viên đồng ý vui vẻ với nữ khách, rất dễ dàng bỏ túi 18 triệu chỉ trong một đêm. Có lẽ nghề huấn luyện viên thể hình quả là một nghề cực kỳ hot ở cả ngoại hình lẫn tài chính. Vấn đề này liên tục được đề cập trên các phương tiện truyền thông trong suốt những ngày qua, khiến cộng đồng gymmer cực kỳ quan tâm. Vì quả thực so với mức thu nhập của nghề PT trung bình một tháng thì không bằng một đêm anh vui vẻ khi gặp khách, nhưng nó lại quá rẻ so với giá trị của một gymmer. Tìm đến thể hình vì đam mê, sức khỏe nhưng lại đem nó là công cụ kiếm tiền không chính đáng, thậm chí vi phạm pháp luật. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh cả một cộng đồng gymmer đích thực. Cũng chính vì vậy mà ngành gym vẫn còn dính phải một vết nhơ khó bài trừ. Những câu chuyện muôn thuở chúng ta được nghe về vấn đề này đến nay không hề ít, như nam đại gia nuôi kiều nữ body bốc lửa. Nữ lớn tuổi chỉ muốn tìm phi công. Hay thậm chí là vợ bỏ chồng theo PT riêng vì chê chồng yếu sinh lý. Những người tìm đến gym vì mục đích thuần túy sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi các thành phần trên. Dần dần, giá trị gym trong mắt mọi người sẽ bị xem nhẹ, thậm chí nếu không muốn nói là bị xem thường. Đây không phải là câu chuyện đơn giản một sớm một chiều có thể giải quyết triệt để. Nó thật sự là một vấn nạn của xã hội đã tồn tại bấy lâu. Không chỉ mất dần niềm tin của khách hàng về định nghĩa gym phục vụ cuộc sống. Phải chăng ý thức của một số bộ phận gymmer còn quá kém, hay xã hội đang dần sản sinh ra các tầng lớp đại gia lắm tiền nhiều tật? Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài. Đừng quên truy cập website thol.com.vn để sử dụng dịch vụ và sản phẩm của BBT các bạn nhé. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung. Không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng.